Hello anh em, chào mình em trở lại kênh của Thiện Halay Sala nha. Anh Nhân ơi, hôm nay anh em làm gì tập trung ở đây đông quá vậy ta? Hôm nay anh em hót đi tour ở Bảo Lâm nha anh em. Tour Bảo Lâm anh em, rất là đông đủ luôn. Hót Sài Gòn. Hót Sài Gòn. Thì cứ mỗi cuối tuần ha, 6 thứ 7 chủ nhật thì tùy vào cái thời gian mà mấy anh nó sắp xếp thì tập trung tại dealer quận 2. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều xe nha anh em. Mà bây giờ chưa tới đủ nữa. Dự kiến đi là khoảng tới 50 xe lận. Hôm nay anh em đi Bảo Lâm chơi rất là ok. Anh em nào mà mình có thời gian á, mình ghé cà phê, mình có thể ngắm xe hoặc là mình có thể lên để tham khảo những cái dòng xe. Còn anh em nào những có chưa có xe play thì mình lên đây đó, có biết đâu mình có cái duyên mình chơi xe play sao, mình tham gia hí hóc thì sao, rất là vui nha anh em. Rồi anh em Hóc Sài Gòn đang tập trung để chuẩn bị đi tour Bảo Lâm nha anh em. Hiện giờ là đang khoảng chừng mười mấy xe ở đây tập trung ở dealer quận 2 và ở một số quán cà phê khác trên đường đi sẽ tập trung dự kiến tổng khoảng 50 xe nha anh em. Anh em Hóc đi lúc nào cũng có xe van của Harley đi theo đó để hỗ trợ nha. Quá vui anh em ơi. Còn gì vui hơn khi mà mình dành chút thời gian ở cuối tuần được đi tour, đi chơi trên chiếc xe mà mình yêu thích ha, và cùng với những người anh em chia sẻ chung đam mê, không có gì tuyệt vời hơn ha. Nè anh em hay hỏi nè, tại sao lại phải bỏ tiền ra mấy cả tỷ bạc để mua xe trong khi không đi xe hơi? Thì thật ra là anh nào ở đây cũng có xe hơi hết á, không phải một chiếc mà nhiều chiếc. Và xe hạt lây mấy anh cũng có trên 2 chiếc đó, cho nên là anh em phải hiểu là xe 4 bánh nó chỉ chở cái thân xác mình thôi, để phục vụ mục đích gọi là gia đình thôi. Còn nếu như mà đã thỏa đam mê, vui vẻ, vui chơi để có nhiều cảm xúc hơn, để có thể trải nghiệm tốt hơn trên cung đường và cũng như cảm nhận được cái vẻ đẹp của đất nước mình đó, thì tốt nhất là vẫn xe 2 bánh, xe mô tô là tuyệt vời nhất. Có một số anh em đang tới trễ anh em, mà tới trễ thì phạt không phạt nữa, vui lắm. Chạy đi mai giờ sớm. Rất là đông vui nha. Có anh thì đi một mình, có anh thì chở chị nhà theo. Đó. Đi lơ quận 2 nha anh em. Vui. Tuy là đi lơ quận 2 nhỏ hơn quận 7 hồi trước. Đó. Thì do quận 7 là bên công ty Thiện phải trả mặt bằng á, cho nên là giờ qua quận 2 đó, nhưng mà anh em vẫn rất là tập trung ở đây, rất là đông đủ ha. Ngắm xe anh em ơi, Low Rider S nè, đọt Flip Style nè, xe của anh Kiên, khách của Thiện nè, Rush Light Special Effect, rất là đẹp. Rush Light nè, Roadline nè, đa số giờ đang rất là nhiều các mặt bằng búa Roadline nha anh em, đang trend mà, xu hướng. Đó, mấy anh đang đây là anh Tuấn, chủ tịch Hóc ha, tới trễ, cho nên là bị đóng phạt 1 triệu. Anh Tuấn đi Pan America nha anh em, Pan America Special. Trong tương lai chắc chắn là Pan America Special sẽ rất là nở rộ ở trong thị trường ADV của anh em chơi xe ở Việt Nam nha. Đó, Hóc đang chụp hình kỷ niệm để trước khi đi tour ha. Sáng là cũng định ngủ luôn rồi. Ở đây này có đủ một bạn đi, đủ để bạn bơi vô không được. Đây. Rồi. Chụp nha. 1, 2, 3. Ok.
Rồi, chúc mọi người lấy xe an toàn nha. Rồi, mấy anh em hóc chuẩn bị lên xe. Quá tuyệt vời. Ok rồi, mọi người đã mặc đồ đầy đủ. Rồi, lên xe đi thôi. À, lên xe khởi hành trước. Wow, âm thanh của sự sung sướng nè anh em. Âm thanh của Harley Davidson quá đẹp. Quá đã. Vô đội hình nha anh em. Đi tour là phải đi đông, phải vô đội hình đi nó mới an toàn giao thông ha anh em ha. Đó mấy anh đang sắp theo đội hình đi ha. Sẽ có một anh dẫn đoàn, một anh chốt đoàn và một anh libero. Thường là như vậy, một cái đoàn cơ bản là như vậy nha. Quá tuyệt vời luôn. Wow, anh em nghe được tiếng máy của anh Lai không? Thôi